Một ngày trước ngày bầu cử chính thức ngày 8 tây tháng 11 năm 2016, ngay tại Bosa chúng tôi sẽ nói chuyện với hai ủng hộ viên rất nhiệt thành của ứng cử viên Donald Trump. Đó là anh Đỗ Khắc Long, một người làm nghề lao công ở ngay khu vực này, và anh Nguyễn Hồng Phúc, một người làm về finance. Chúng ta hãy nghe hai người ủng hộ viên này nói gì về ứng cử viên của họ một ngày trước ngày bỏ phiếu. Tôi thấy Trump á, là một người ít nhất á, là nói thật, nói mà làm. Cái thứ hai á, là ổng có những cái đổi mới trong tình hình nước Mỹ đang tồi tệ hiện tại. Cho nên tôi coi như thích ổng, vậy thôi. Tôi nghĩ chắc chắn Trump sẽ thắng. Và điều đó điều tôi mong muốn, hoàn toàn mong muốn. Sẽ làm lợi cho nước Mỹ, phải đưa nước Mỹ thịnh vượng hơn sau 8 năm của ông Obama. Ngày mai là ngày đi bầu rồi. Anh nghĩ rằng với tất cả những cái số liệu trong thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông thì con gà ứng cử viên Donald Trump của anh có cửa để mà lấy được 270 phiếu cử tri đoàn hay không thưa anh? Ngày mai là ngày đi bầu của toàn quốc của nước Mỹ thì thật sự rất là hào hứng. Và cái cuộc tranh cử lần này làm cho tất cả mọi người như tôi thì những cuộc tranh cử trước cũng hào hứng nhưng mà không bằng bây giờ. Thì chắc chắn ngày mai thì sẽ là ngày rất là quan trọng đối với cho tất cả người Mỹ. Thì chắc chắn là Trump có cửa thắng, hoàn toàn, tôi tin tưởng điều đó, hoàn toàn có cửa thắng. Coi như là ở đời cái gì cũng bất ngờ hết á. Khi mà trận banh, chỉ còn một phút thôi nha, một phút thôi, đừng có nói mà đi đây ngày mai còn bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa. Một phút thôi, cũng có thể lật ngược, nghĩa là thế cuộc. Chứ như vừa rồi World Cup thấy không? Cái thằng Pháp rất là mạnh, thằng kia rất là yếu, mà ai ngờ chỉ một phút cuối cùng thôi, overtime thôi, nó quất ngược trên một trái liền chứ đừng có nói quê. Cho nên cái chuyện đó thì đâu biết được, ngày mai biết được cử tri, có những cử tri thầm lặng, phỏng vấn đâu rồi hết toàn diện bao nhiêu triệu cử tri đâu, phải không? Có những người thầm lặng, họ lo họ không để ủng hộ, họ đâu có phỏng vấn họ hơn để truyền thông cũng không tin tưởng gì, nghiêng bên này ngã bên kia. Ngày mai lá phiếu cử tri sẽ quyết định. Đừng tin vào cái poll nhiều quá, như tôi thí dụ là một cái vụ bên nước Anh á, mà muốn tách rời khỏi Liên hiệp châu Âu á, trước khi poll thăm dò thì lúc nào cái bên mà chống đối mà tách rời ra thì cũng thua 10 điểm hết. Nhưng mà khi mà bầu cử thì lại bên muốn tách rời ra là chiến thắng. Thì mà đừng tin vào poll. Cái tôi nghĩ TV truyền thanh báo chí đây nó muốn nói là bà Clinton thắng rồi, nhưng là over là để cho những người mà ủng hộ ông Trump nản chí không đi bầu. Thì có thể là một cái bẫy, nhưng mà tôi tin tưởng hoàn toàn là Trump sẽ thắng vang dội. Nhưng mà thật sự rõ ràng ông Trump cũng được người dân rất là thích, tại vì ông nói ra được những điều người dân không nói lên được, và người thấp cổ bé họng như mình không nói được. Nước Mỹ nó vẫn có tham nhũng như thường, thì rõ ràng cái hệ thống tham nhũng như bà Clinton á, nếu mà không được mà chính quyền Obama mà bảo vệ cho bà thì bà thật sự bà đã ngồi tù rồi. Có những ông tướng, có những người mà làm bắt cặn ít hơn bà nhiều á, mà đã ngồi tù rồi, còn bà vẫn được ra tranh cử tổng thống. Thì tôi tin là dân chúng sẽ hiểu đó và bầu cho ông Trump. Nếu mà ngày mai vào 12 giờ đêm ngày mai nghe ông Donald Trump, con gà của anh, thắng cuộc thì anh sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ có party rất lớn với đám bạn, đám bạn của tôi mà mọi người đều ủng hộ ông Trump. Thì tôi tính nếu mà ngày mai mà ông Trump khoảng 9 giờ, 10 giờ bên Cali là biết được rồi, tại bên kia là 12 giờ mấy rồi, thì sẽ mở party, mở tiệc ăn mừng lớn. Thì mình ăn mừng, coi như khui chai bia, đỡ dành chai bia ở nhà đó. Chuẩn bị khui một chai bia, bia đặc biệt á, bia mua 3 năm rồi, bia ấy là bia coi như là giới hạn đó. Không, bia tới mười mấy độ luôn anh. Ở Costco bán 3 năm trước, tôi giữ đó, khi nào mừng thì mới khui đến. Tôi mua 6 chai lần, nhưng mà ngày mai khui chai đó, nếu Trump thắng. Và ngược lại? Ngược lại thì cũng âm thầm đi ngủ. Thì cũng chúc mừng bà Hillary, nếu bà chiến thắng thì cũng chúc mừng cho bà. Thật sự vậy. Ứng cử viên Hillary Clinton thắng thì anh sẽ như thế nào? Thôi âm thầm cầm cúi đầu mà cầm chổi thôi, gục mặt xuống mà đi, cúi đầu xuống mà làm thôi, chứ sao bây giờ cứ nghĩa là cứ cũ vậy, bác đi theo cái lối cũ, đường cũ vậy thôi. Mà hồi xưa đã, thấy không, một vị bộ trưởng ngoại giao mà cuối cùng bất cẩn không chịu trách nhiệm, thì bây giờ bả coi như làm tổng thống nữa thì gánh vác nguyên cả phải nước Mỹ nữa mà cả thế giới nữa, thì làm sao đây?
Rồi, xin cảm ơn anh và bây giờ xin trả anh lại với công việc của anh ạ. Bà lên cũng cầm chổi quét thôi.